Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Trong các bài chia sẻ trước, AssetFin đã chia sẻ về các bài học mà ông vua dầu lửa Rockefeller dạy con. Để thấy được sự khác biệt trong việc có giáo dục tài chính và không, ngày hôm nay AssetFin sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn câu chuyện về gia tộc của ông vua đường sắt Cornelius Vanderbilt. Vào năm 1810, khi chỉ mới 16 tuổi, Cornelius Vanderbilt đã vay mẹ 100 USD và với số tiền đó, ông đã bắt đầu việc kinh doanh vận chuyển hàng hóa đường thủy. Sau khi tạo dựng được một gia tài nhỏ trong ngành vận chuyển đường thủy, ông chuyển hướng sang xây dựng một đế chế trong ngành đường sắt, rồi tập trung vào nó cho tới lúc cuối đời. Từ số vốn nhỏ bé 100 USD, ông đã tạo dựng được cả một gia tài trị giá khoảng 100 triệu USD, tương đương với khoảng 50% lượng tài sản mà Bộ Tài chính nắm giữ lúc bấy giờ. Vanderbilt được gọi là ông vua đường sắt và trở thành một trong những người giàu có nhất nước Mỹ lúc bấy giờ. Sau khi Cornelius Vanderbilt mất vào năm 1877, thế hệ thứ hai của gia đình, con trai Cornelius Vanderbilt là William Vanderbilt đã tiếp nối công việc của cha và phát triển nó một cách xuất sắc. Ông đã phát triển khối tài sản lên 200 triệu USD chỉ trong vòng hơn 10 năm tiếp nối khối tài sản mà cha ông để lại. Tuy nhiên, đó lại là sự huy hoàng cuối cùng của gia đình Vanderbilt. William qua đời năm 1885 chính là dấu mốc đánh dấu cho sự nụ bại của gia tộc Vanderbilt sau này. Sự nụ bại của gia tộc danh giá nhất nước Mỹ thời điểm đó được Forbes gọi là một hoàng gia bị mất vương miệng. Nhưng thực chất, nó không hề bị ai đó lấy đi, mà chính là những người thừa kế đã bán dần trong sự tiêu xài hoang phí cùng những sai lầm trong đầu tư. Khi thế hệ thứ ba, các cháu của Cornelius Vanderbilt tiếp quản gia sản, họ đã tiêu xài một cách hoang phí, ngông cuồng và phù phiếm. Họ xây dựng những ngôi nhà hoành tráng ở các địa điểm mà giới giàu có và nổi tiếng thường xuyên lui tới. Trong đó phải kể tới 10 ngôi nhà lộng lẫy ở Manhattan. Các nơi này đều dành cho việc chơi bời hay những dự án phù phiếm để thỏa mãn những cái tôi. Theo ước tính, những ngôi nhà 3 triệu đô thời đó tương đương với khoảng 70 triệu đô ngày nay. Sự đấu đá, ganh đua về vật chất của các thành viên trong gia đình cũng là nguyên nhân khiến họ liên tiếp xây dựng những công trình bạc triệu vô ích như vậy. Những người cháu của Cornelius Vanderbilt còn có thể chi cho một bữa tiệc trị giá tương đương 5,8 triệu đô la ngày nay để được chấp thuận vào hội nhà giàu. Làm chìm chiếc du thuyền này thì có thể lập tức mua chiếc du thuyền mới, lớn hơn. Họ không biết đầu tư. Trong suốt quá trình sụp đổ từ đỉnh cao, người ta không tìm thấy bất cứ ghi nhận nào về việc người trong gia đình Vanderbilt mua tài sản sinh lợi tức. Bên cạnh đó, họ không có đầu óc kinh doanh nhanh nhạy mà chỉ biết nắm giữ những gì được truyền lại. Sau này, khi các loại hình vận tải đường bộ, đường hàng không phát triển thì đường sắt dần bị thay thế. Cùng với đó là cuộc khủng hoảng năm 1929-1933 xảy ra. Họ đã bán tài sản ở mức giá vô cùng thấp. Ví dụ rõ ràng nhất là tòa nhà The Breakers, cẩm thạch ở Newport, Rhode Island. Ngôi nhà được xây dựng với chi phí ước tính là 11 triệu đô la vào năm 1892, tương đương hơn 300 triệu đô la ngày nay. Trong cơn bão của cuộc đại khủng hoảng, ngôi nhà cẩm thạch đã được bán với giá 100.000 đô la, chưa đầy 1% giá trị mà nó được xây dựng. Trong bộ sưu tập 183 bức tranh mà William mua với giá hơn 2 triệu đô la, đây là bộ sưu tập tranh được gọi là bộ sưu tập tranh nước ngoài đáng giá nhất có thể mua được bằng tiền. Đã được bán đi vào buổi đấu giá tối ngày 18 tháng 4 năm 1945 với giá chỉ 323.000 đô la. Và ngày nay, khi trải qua 6 thế hệ, chất của Cornelius Vanderbilt không còn được thừa hưởng bất cứ một tài sản nào từ gia tộc. Trải qua 50 năm sau sự ra đi của Cornelius, tài sản của gia tộc Vanderbilt hoàn toàn bị tiêu tán. Anh chị và các bạn thân mến, những điều xảy ra trong gia tộc Vanderbilt đúng như câu nói của Rockefeller. Tài sản nhiều đến mấy cũng không chịu được sự phung phí. Trong câu chuyện của gia tộc Vanderbilt, chúng ta có thể nhận thấy ra nhiều bài học mà chúng ta đã rút ra từ những bài chia sẻ trước.
Đầu tiên phải nói đến đó là bài học về 3 nguyên nhân tái nghèo bền vững. Cho anh chị nào có quan tâm, chúng tôi có để link bài chia sẻ này dưới phần mô tả. Quay trở lại nội dung bài ngày hôm nay, có thể nói, dù là người nghèo trúng số hay người sinh ra giàu có, nếu mắc phải những sai lầm này đều dễ rơi vào bẫy nghèo bền vững. Đó là chi tiêu không có kế hoạch và kiểm soát. Trong câu chuyện tóm tắt trên, chúng ta có thể thấy rằng thế hệ thứ 3 trong gia đình tiêu xài tùy ý, xây biệt thự, tiệc tùng chỉ để thể hiện cái tôi. Tiếp đến là không kiểm soát được những thói hư tật xấu. Những bữa tiệc xa hoa cả triệu đô, đắm du thuyền lại mua du thuyền mới. Hay William Kissam Vanderbilt, người thừa kế thứ 3 trong gia tộc đã nói rằng sự giàu có kế thừa chính là sự tật nguyền thực thụ của hạnh phúc. Nó để tôi trống rỗng, chẳng còn hy vọng gì, chẳng còn gì để kiếm tìm và tranh đấu. Nhà cửa, các buổi tiệc, thể thao và từ thiện, những thứ này trở thành mối bận tâm chính yếu với các người thừa kế. Việc tập trung vào những cuộc vui khiến họ không còn tâm trí lo cho việc làm ăn hay đầu tư. Và đây cũng chính là nguyên nhân của hệ lụy thứ 3. Đó là chưa biết cách đầu tư đúng đắn và hiệu quả. Mặc dù các thành viên trong gia đình Vanderbilt được sở hữu một phần lớn đế chế đường sắt, nhưng họ chưa bao giờ biết đa dạng hóa tài sản của mình. Sau những năm 1920, đường sắt bắt đầu mất chỗ cho xe tải, xe buýt và máy bay. Các thành viên trong gia đình Vanderbilt đã bị phụ thuộc và phải bán hầu hết cổ phần của mình, vốn cũng không còn nhiều giá trị vào những năm 1950. Họ còn bán những tài sản giá trị với giá rẻ mạc trong cuộc khủng hoảng do không có các khoản dự trữ để thanh khoản. Từ gia tộc Vanderbilt giàu có khét tiếng một thời, chúng ta mới thấy tầm quan trọng của việc giáo dục thế hệ trẻ trong việc quản lý tài chính là vô cùng quan trọng. Không chỉ trong những gia đình giàu có, mà ngay cả trong những gia đình chưa giàu có cũng nên giáo dục con về quản lý tài chính. Việc này sẽ giúp trẻ có ý thức và năng lực quản lý tài chính cho bản thân và gia đình như những thế hệ sau của gia tộc Rockefeller. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZFIN đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.